Hello, happy season. Đây, em chắc chuyện lý của mình. Và bây giờ thì mình đang trên đường tới event của Dior. Và thì nữa thì bọn mình sẽ gặp lại ba người chị em của mình. Đây, ui, tới rồi. Hôm nay hơi đến event chị em chút. Tại vì make up muộn quá. Không, là không sao. Hình như là các chị em của mình đã tới rồi các bạn ạ. Hôm nay nghe nói là mọi người đều mặc đồ hồng hết. Hello, have you seen Xin? Không có gì đâu. Sao đi bảo của Lan là tưởng trẻ gì cả không? Mọi người đến đông rồi mà cũng chưa bắt đầu cả. Ừ, mọi người đang để chia chụp hình. Sẽ lại chụp hình tiếp. Và ở bên đại chuẩn bị sẵn cho bạn tất cả các bức tranh đương nhiên của bạn không? Cái bạn thơ và sau đây bên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để gắn những hoa nó lên trên cái mục này. Gắn bông hoa thành tay. Đây là mình gắn hoa. Chị đi. Ổn không? Em mông lung quá không? Ok. Ôi, em gái sự cẩn mẫn đang dám từng cái màu. Nguy hiểm lắm em. Đây dám rồi, tôi vẫn chưa dám gì. Chụp cái nhìn bài. Thank you.
hình của em. Ai về đây? Đây là thành quả của mình sau 2 tiếng gì này. Nhà mình có điều kiện nên là tốn hơi nhiều hoa một chút. Ê, còn cái chỗ này thì sao? Thôi, mình tốn hơi này thì chạy thôi. Rất chuyến, và 4 chiếc sừng. Đấy, bạn thấy chưa? Ghé xuống khắp tay là hoàn nắng. Nhì, nó cũng đơn giản như thế. Trông hơi lười. Xong ạ, à, mà anh nộp bài. Cảm ơn mọi người đã xem clip ngày hôm nay của bốn chị em mình, và hẹn gặp lại mọi người trong những tập sinh tiếp theo.